Mình sẽ nghiên cứu xem là cái Azure Twin này là cái trò gì. Bởi vì mình không muốn chém linh tinh là nó sai mấy cái thông tin ấy. Kể cả mình không chơi nhưng mình sẽ hy vọng là mình nên là nếu mà chúng ta không chơi là chúng ta sẽ không còn có nhẫn. Thế tôi cho nó nhanh. That's an Illusion fleet, all right, and it does look to be headed toward Firinae. Cứ ra phá. Ok, tôi biết rồi. Nên là đoạn này chúng ta sẽ có Zorosado. Hình như là nó vẫn nhớ cái option mình thôi. Ok, chúng ta chọn đội trước. Mình không biết là con này cho nên là bảo rồi. Mình thực sự mình đang cần một chơi thằng này chơi thương ấy. Em này có cơ hội để tỏa sáng. Thằng này sẽ cầm thêm cái silver, cái thương bạc này nhỉ. Là cái vũ khí thằng này nó thụt quá. Chúng ta sẽ cần thêm Celine cầm lên đồ. Em này out đi. Nên có thằng đen đen sơ này. Thôi được rồi, lỡ thì cho con này vào bây giờ sao. Emblem skill không ngờ nhớ lại cái lựa chọn mình nữa. Thằng này cầm cái nhẫn của người thầy. Có cái nhẫn gì đâu nhỉ. Hết mẹ slot rồi. Tiki. À nó, hình như mình chưa vẫn không chưa Anna vào. Anna vào rồi này. Anna đang cầm cái đó. Mình nghĩ là ổn đấy. Là chúng ta sẽ swap hai cái inventory giữa Celine và em cho thêm rít hồi máu này. Mà trong tương mình chỉ cần hồi máu. Human và cất cái này đi này. Cái này sẽ cầm cái sách thường mà chị. Con này sẽ cầm cái sách thường, Elfi thường. Còn cái Elfi kia là cầm thêm cái rescue đấy. Physic restore warp. Có rescue này. Con này nó sẽ cầm cái con này là magic bao nhiêu? Magic 18. Ceiling là 20. Nó chỉ hơn một tí đấy. Rồi cất mẹ mày cái này đi. Ta sẽ cần hàng nóng, chúng ta lửa 2 này. Lấy thêm ít gió này. Chắc mình nghĩ là ổn. Không có gì để mà cộng. Mình sẽ cho thằng này cất mẹ này đi. Cất mẹ này đi. Mình cầm cái thương này thôi. Thương là xịn xịn. Nè. Có cái silver này chưa xong xài này. Không cầm thêm một cái Azavalin thôi này. Và cầm thêm cái sắn ngựa này. Aclean này là cầm cái Lucina. Anh nên chơi bảo vệ. Được, mình nghĩ là ổn đấy. Rosado Angromary, ok. Ok, nó sẽ thiên về cầm kiếm to. Moments ago the beach was dry and now the water is up to my ankles. The tide here seems to rise and fall at a moment's notice. Try to keep me on dry land, will you? Ugh, I'd hate to be stuck tromping around in the water. Còn này sợ nữa. Victory defeat Manny and Malviel. Là hai con chó ấy. Hai là hao.
kia. Mình lại không ấy rồi. Mình lại không cầm mấy cái. Con này là yểm yếu là cái gì nhỉ? Disarm size info email. Inflict trừ 20 on the phone. Có nghĩa con này lợi có lợi thế đánh với nam á, không phải nhìn nhỉ. Nó sẽ hạ cái né tránh của nam à. Con này là dòng hero này. Ồ. Nên khả năng sử dụng kiếm và dìu sao nhỉ? Con này là dòng advanced luôn rồi này. Con này là Weaver Knight à. Nên toàn là từng chiến hết rồi. Our side's cuter for sure, but by the looks of it, theirs might be tougher. Chúng ta nhìn trông dễ thương hơn chắc chắn rồi. Nhưng bọn chúng đi có vẻ khỏe mạnh hơn. Worry not, Rosado. With my power, you can punch through even the hardiest. Con này cũng bị lây của cái con chủ là dễ thương. You may also call upon my twin brother's abilities if you like. À, có cái cặp đôi. Con này là Erika này. Có thể đổi chỗ với cả twin brother. Em Friam có từng cái tình thế này. Ôi, nếu mà mở combat với cả physical attack thì sẽ deal 20% damage bằng 20% damage của cái phòng thủ quân địch á, vẫn lìn nhỉ. Thế là bổ thằng nào mà đép nó càng cao thì là bổ càng đau à. Rapier này có lợi thế về cavalry và ammo foe. Cái này là kiểu phiên xin giáp. Sacred Twin. Để invoke Erika. Sử dụng kỹ năng của hai twin cùng một lúc. Twin try hit the bolt shot. Sử dụng đánh cả vừa kiếm và thương. Vẻ hấp dẫn đấy. Ok. Nên chúng ta sẽ đánh cái Corrupted Wyvern. Con này là kiểu rồng. Tell me where. Mình không đi được ra chỗ này nhỉ? Tầm mẹ. Hay là mình phải đợi cho nó cái thai nó thấp xuống nhỉ? Vậy là mình cũng không mang cái con đi bay trên trời. Ok, chúng ta sẽ xây dựng cái đội hình phòng thủ đi. Yes. Chỗ này mình đi ra được dựng này sao nhỉ? Và mình lại cho thằng này ra đây này. Này, nguy hiểm quá nhỉ. An invitation. Con này nó khè kinh nhỉ? Tầm khè con này rộng thế. Time to open up shop. Mình sẽ khép đội hình mà. Do con Nia đi trước ấy. Nó sẽ đánh từ xa ra nhỉ. 32 á, what the. Ui, vãi. Này khè điên thế. Này mình hiện tấn công rồi. Con đĩ này. Mình có cái Weaver Slayer ra nhỉ. Ui. Ui, cái gì mà con này nó khỏe này. 52 này. Con này là rồng sao nhỉ? Thai Corrupt Verbal to Weapon Effective Fair Dragon. Nên là con này nó tính là Corrupt à? Yep. Mẹ cha này, con đĩ này. Ôi sao thằng này đam to này. Đam thằng này to vãi lì luôn. Bắn cung nó ra cho nó phát đi. Let's run together. Em bắn được đứa nào không? Bắn cái con này này. Elucia Soldier. 11x3 này. 11x5. Stronger until no one can beat me. Lean Bond, speed cộng 2.
Hôm nay mình chưa nói trầm cầm cái vũ khí xịn hơn rồi. Nó đánh trả quá nhỉ. Giáp dày như chó. Weaver Master, Weaver Slayer. Giáp này cho team chúng ta lên. Mẹ mày cho nhân vật chính bổ chiếc bà đi. Tuổi. Con này mình không ngờ con này nó khè đau thế. Lucina dual support grant bonus. A bonus to avoid that increase unit support. Cái mẹ gì đấy? A bonus to avoid that increase cái gì đấy? Tăng thêm chỉ số avoid à? Có nghĩa là những đứa nào đứng cạnh thì nó sẽ né tránh cao hơn ra. Chắc là mình nghĩ là như vậy. Cắt tiết đấy, mẹ. Nghĩ đi. Thằng này né tránh nó không cao, 76% này. I'll go first. Úi dồi ôi, nó khè. Con chó. Victory is mine. Tay to. Con này mình phải ra mình hồi máu cho team ấy. Selincha. I will do what I must. Nó bị trong cái tầm chém đứa nào nhỉ? À con này à? Có cái Knight ở đây là cái gì? Switch between emblem. Emblem này là có mẹ. Ra lại ném spear và break nó à? Ui dồi, ném trượt. Oh my god. You're so fame. Allow me. Này có đốt chết được nó không? Thưa các bạn. Chết luôn này. À cái bọn này là dòng là cái này là Griffin. Nên là nó không kháng phép bằng cái bọn Pegasus này. Nó lại có cái nâu nâu này là cái mẹ đấy, không hiểu đâu. Thì chúng ta dụ bọn này ra. Emro Mari này sắp toang này. À, lên này. Được đấy, kinh đấy. Hắn ném tiêu cho. Ơ, what? Illusion Soldier. Quay đi ngựa đánh thợ chiếc trượng. Ôi ôi, mẹ mày. Mày động nhầm vào người, động nhầm người rồi. Tao đã bảo mà đừng có sờ tao rồi. Tao đã chọn đúng cái thằng mạnh nhất trong team mình phang. Why you so ngu man. Chúng ta sẽ cho em Yukana là cắn. Ui nó vẫn bổ cho con mẹ nó đùa. Không thể tin được. Soft focus cộng 1. Quality time này.
Mình lại không cầm cho con này cầm cái lăn bóc rồi. Để ta bán con này trước. I'll go first. Keep it coming. Ui ui. Thành hôi. Cho nó phát đây. Ui con này đam mét 40 á. Đang bổ kinh thế. À đánh được 2 phát. Nghe là sắp được vào là A-team chúng ta rồi. Chỉ cần lên cứ được cái Advanced Class cái là ngon. Con này có rất là nhiều đứa để hồi máu ấy. Thank you. Con này cái dòng hero cũng hay phết nhỉ. Not a worry. Mình sẽ đi và mình intercept bọn này. Tâm cho loài ruột đấy. I am prepared. Có cái spear này. Nhớ đấy. Nó né được của bạn. Chà ơi. Bà già đấy. Này bị độc mẹ thế mà đều. Trên attack khả năng đánh trả của nó là 70% 70%. Cho anh này lên cho một dìu. Mẹ nhờ mày. Mày nhờn tao. Nhờn bố mày. Cho một phát. Mày. Remember this. Hãy nhớ mặt bố này. Remember this. Try again. Have action. Ui ôi mẹ. Ui sồi. Rest in pieces. Đỡ đòn. Đỡ đòn đi con. Thằng này chưa được thể hiện đi. Ok, mình sẽ thụt cái đội hình xuống đi. À, cái con này bị ấy à? Tôi bỏ mẹ này. Hóa mẹ đi cho máu. Vào mày phát tao này. Có mấy thằng đứng đánh phép này. Mình dở võ à. Ui. Cái gì đấy. Ui. Dở võ à. Dở võ à. Kinh quá nhỉ. Mẹ dở võ. Dở võ tàu ấy. Nó lại ngập rồi con mẹ đùa. Mình không đi nhanh. Đây là có bắn cung này. Mình có đánh phép này. Có cái gì mà đánh phép xa nhỉ. Còn này ngay El Thunder à? Bảo sao. Nên mình không lùi về được rồi. A good wind. Là được cộng xem speed này nhỉ? Con này nó chưa đủ lệ lại cái rank này nó cộng speed à? Ô đứa nào nó ném mình đấy?
Con này nhảy vào đâm được á? Tao bỏ mẹ. Just a scratch. Mình sẽ phải engage nó này, mình sẽ đập cho nó phát. Bổ chết luôn này này. Úi dồi. Bổi hai chảy. Nên là cái lợi thế quân bay là nó vẫn đứng ở xa được. Để cho vỡ mặt được ta. Ném ảo vãi đái luôn. Thì chậm quá. Rồi quay về cái chỗ dưới này mày. Romari thì đi xuống dưới này em ơi. Để bắn ra nhưng mà chính như mình. That's some for ya. Bắn ai đi. Radiant Bow. Mình không tịch thu cái Radiant Bow của thằng kia. Càng là not good à. Mình đứng ở dưới này bị còn bị làm né tránh đấy chứ, mẹ thế mới đều. Mình phải tiến ra này luôn, không mình chết này. Mình phải cắt tiết này luôn. Thiết nó. Chết mẹ. Cùng. Mình sẽ đem bấm cái Drang Veil này. Mình chết rồi. Mình sẽ ném trưởng mình ra. Thưa ra Yukana đứng về đi. Mình có báo cái này. Hy vọng là cái lượt sau của nó ấy. Còn là mình sẽ intercept mình phang chết bà đi nhỉ. So Luna Bray và Solar Bray này. Vòng đeo mặt trăng và vòng đeo mặt trời. Unit Ignition Combat. Ui, thế này có khả năng đánh hút máu á. 30% damage deal á. Ủa vãi lìn nhỉ. Nói đam mà to hơn, còn thằng này tới hồi máu á. Tôi không thể tin. Là mình sẽ đi hết một đường đi, chẳng phải đi đâu. Giết thằng nhân chính mình, cho mình nghĩ là như vậy. Thằng nó chạy đâu ấy nhỉ? Ở trên giờ cái thằng kia hình như là ăn trộm ra ấy. Nó chạy đi, nó cất đồ. Mẹ bị delay bọn này quá. Lại spam ra. Nó có một thằng nào nó chạy đi ra. Em phải chạy nhanh lên. Cái thằng này ra, nó ru phiền nhỉ. À nó đi nó phá nhà. Phá nhà dân. Nhà dân này có cái mẹ gì. Phiền đấy nhỉ. Cái này có Tomahawk này. Tôi bỏ mẹ này. Whatever you need.
Ném á. Allow me. You're dead. Ui dồi, critical luôn. That was a cinch. Junaka này kinh quá nhỉ. Pass. Quality time. Mình đang nghĩ là không biết là có thể cho mình bổ chết mẹ này này. Nó trả mình mẹ gần chết luôn. Ôi mình sẽ đi thêm một đường thì mình trả chia nữa. Con này bây giờ phiền quá nhỉ. Em ạ. I'll go first. On the house. I'll have to up my weights. I'll do my best. Mình sẽ ném phi tiêu mình lên. Nhanh nhẹn này mình được. Mình sẽ phải giết cái thằng chơi phép này, ngựa. Thằng này có thể là khả năng solo được tốt rồi. Even mighty ones fall. Thế này cái nội tại của nó là cái gì nhỉ? Là cái nếu mà mở combat trước là nó sẽ hạ cái năng né tránh của địch. Không thực sự là ngon lắm. Là... có tốt. Tuổi. Cho cái con này đi lên trên kia mà đủ. Nó đi ra nó phá nhà của mình. Ui dồi ôi. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Ném hôi. Tuổi. Cái này tổng hero ra. Ui dồi ôi. Cắn tiết. Cho nên nhưng mà chính là khỏe quá. I won't falter. Mày có tên này đấy chứ. This time victory was mine. Rồi. Anh này ao trình quá. I won't give up. Mình sẽ cho con Anna này xuống nhé. Mình đi nhanh lên mới được. Ta muốn là nó đánh cái con này này. Đánh tao nhiều mà chính ấy. Kẻ quá là trời. Ta sẽ boost cho tao Diamond này. Heal. Còn cái man này đi. Này sẽ phải đi đuổi thằng kia vậy. I'm ready. Phải đi nhanh lên. Mình sẽ chạy lên trên này vậy. Cho em Go Mary này đổi chỗ này.
strength. Lend me your strength. Ready for me? Mình đứng để support cho bọn này. Để chơi thương. Mình rút đao mình phang rồi. Mình còn siêu gambit mình bật lên nhỉ. Chết rồi, em rồng này bị rồi cắn ở. Chúng ta sẽ ném cái dragon veil đi. Nên lượt sau là chúng ta sẽ đánh trả nó. Tạm thời là chúng ta sẽ đi vào trong phòng thủ. Không phần trăm này, ồ vã. Ui dồi. Unfortunate. Chém tung xịt. Đánh thằng này ồ vã. Không phần trăm này. Ui dồi, đầm. Đánh vào trên nó phá nhà mình đó. Lút được cái gì không? Nó không lút mà là nó phá luôn của mình. Đều thế. Biết thế mẹ lấy mẹ cái con kia nó chạy lên này. Cào kinh nhỉ. Này là nó chỉ đánh con Tiki thôi à? Ui dồi ôi. Ôi dồi ôi. Cào toang luôn. Cả tung người luôn. Smart này. Cả tung xịp luôn. Ui lại còn critical đấy. I'm not alone anymore. Phải đánh đứa nào mẹ như trượt 99%. Ui dồi ôi, đánh mà mẹ mẹ người mẫu của anh. À đâu, lại đánh con rồng à? Người anh em khó đánh bá đạo. Thằng đi. Thằng đó. Here we go. Ui. Bổ đau thế. I'll go first. Lên là level ác quá nhỉ. Level 15 rồi này. Ui lên một tí đấy, ô vãi đài. Cái độ di chuyển của nó sẽ hạn chế ra đúng không? Thầy hạn chế này. Allow me. Mình xem cái tầm bắn của con này bắn xa ghê nhỉ. Thế này này nó sẽ đánh cái tầm khoảng này. Thế mình sẽ lên mình chiếm cái cứ điểm của nó đi. Rồi xem còn sân này được đứa nào. I can still do more.
Lên level để cũng nice phết nhỉ. Speed Taker này này rất là quan trọng. Nghệ tính mẹ cái này. Nè tức cái vũ khí của nó. Rồi trên mình có cái giết ngựa mà. Ôi trời ơi. Okay, nó bổ chết cái bắn cung cho mình. Sắn chết mẹ đi. Mẹ nó cái phòng thủ nó khỏe quá nhỉ. Con này trâu ghê nhỉ. Smart này. Nó đẩy xa hơn ấy. Thế nó không đánh được cái bắn cung của mình. I smell gold. Bổ chết mẹ đi. Em thương. Mình chỉ cẩn thận quá, nó lấy đồ nó chạy nó mẹ mất. So unpleasant. Chém con thằng này mà. À đó. Ui, vậy đái. Ui, con này giáp khỏe thế. Ui, thằng này là cộng chỉ số vãi tè luôn ấy. Ui. Mình đánh người là muỗi luôn. Đĩ này. Để đánh mình bằng kiếm này. Bắn nó chết rồi. Ui bắn được một rồi. Mẹ cha này. Đùa. Người ta nó khỏe quá. Ui nó bổ lại. Chết của mẹ. Perfection. Cái này nhìn ngon quá. Phải tuyển về nhà mới được. Không tuyển thì phí. Trong một phát. Chết luôn này. Ồ vãi. Ồ gì. Bắn 43 luôn. Ồ vãi đái thật. Mà lên level 9 phết nhỉ. 9 sừ phết. Mở mở cho cái con này đi. Selin Chan. Tôi chơi cẩn thận được mẹ. Đỡ bị đỡ phải chơi lại ấy. Có thể là chơi này rất là chậm ấy, nhưng mà đây nó rất là cẩn thận luôn. Nhưng mình cũng chả mà dùng mấy cái end game là. Nó khè mày không nhỉ? Mình sẽ búp cho cái thằng kia man này. Để xếp bất tử. Đây chỉ số tở rồi đấy. Chỉ số con này không biết bao nhiêu rồi. Bon up. Hold nothing back. Thằng này mình sợ tí nữa chết này này. Đi không nhanh là nói spam ra. Thằng nó khe thằng diamond của mình. Ở đâu? Khe con này à? Sao? Không vấn đề gì. Ngưng lại rút rồi. Truy đuổi. Bên ngay nó lại spam ra. Ổ vãi lìn. Toàn quá nhỉ.
Ui ôi, nó spam thằng này. Chạy không nhanh là chết đây này. Nó đánh 22 này. Nó có Silver Dagger này, nó đánh rất là đau luôn này. Chết thằng căng quá nhỉ. Bọn này spam như điên. Mình phải bắn xa nó thôi chứ. Tầm này mà kèo mà ngang cơ nó vỡ mắt luôn. Here we go. Đánh ba này đúng không? Chúng ta cho nó một trận. Mình chả cần hóa mấy nữa. Rồi lên đi. Nên là con này cũng có thể gọi là tanker, là kiểu là fighter cứng ấy. Mình phải giết cái con đĩ này mà đi. Mình phải hóa Engage đi. Emblem Engage. Ném bỏ mẹ này. 30 này. Né tránh là 0%. Phang chết mẹ rồi. Mày. Mày phải đỡ đòn cho nó. Bone Shield. Bow Ability. Cộng 25 né tránh. Và cái quy tư có giảm 10. Nhưng kiểu có mấy thằng cung chiến ấy. Vấn đề là cái bọn này đây. Cái thằng này biết thì mình cầm thêm con máu, ít máu cho thằng này. I'm sweating. Mình bị động quá. Rồi đứa này cái con Rosado này lên vậy. A slight setback. Mình sẽ ném khói đi. Thôi cái chiêu ném khói này bá đạo quá. Mình đang đầu gấu ấy lên. Truy đuổi ác quá nhỉ. Ui. Ôi ôi ôi. Thôi bỏ mẹ nó vẫn fan được mình. Ôi cái mẹ nó, ô đùa. Thế là nó vẫn đi được thêm một ô nữa à. Ôi mẹ nó có cái Radiant Bow nó bắn mình. Mẹ khốn nạn thế. Không để ý luôn ấy. Thế lượt thằng kia là nó đi là gì nhỉ? Kagetsu. Thế là thằng này nó không outrun được thằng ấy nào nó à? À, bởi vì con này nó di chuyển cái vị trí nên là thằng này không outrun được cái kia. Ok, thì con này đứng đây vậy. Mình phải phòng thủ ở đoạn giữa này vậy. Để ra đấy. Có khi là Junaka phải chạy về. Fire.
Watch out! À, mọi sự xảy ra vẫn thế. Lần sau chúng ta sẽ lùa chết con rồng chó ấy. Nó sẽ ném cho cái con... À, chết rồi! Mẹ! Nó vẫn chạy được, nó cắn cái thằng này của mình. Khốn nạn thế! Mẹ con chó này! Mình quên mất là nó bắn thêm xa, vẫn xa hơn một ô. Ui vãi. Khó chịu thế nhỉ, mẹ con chó này. Quay lại cái đợt Celine vậy. Là... Ôi chết rồi. Để chơi một lượt chứ. Gọi thằng này về. Này, ra đây cắt tiếp thằng này đi. Mình sẽ đánh trước hai phát luôn rồi. Nhà chạy về hết mình đi mẹ. Mẹ cho nó phát. No 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 no. Ném dìu rồi. Mẹ ném dìu gần chết luôn này. Úi dồi, ném. Hình như là đứng gậy thành như vậy thì nó búp theo chỉ số thôi nhỉ. Đúng rồi. Cái thằng này nó sẽ búp cho đánh cộng thêm 3 damage mà. Những người đứng gần cộng thêm 3 damage này thật mà. Thế nó sẽ ném ra cộng thêm 6 damage. Tôi vui cũng 10. Đua cho ai này. Đua support. Đua ở acid. Bon seal. Trigger 80%. Trigger 1% bằng 80%. Dragon thì cộng 10% trigger ray. Có nghĩa là về cơ bản thằng này 90% là nó sẽ đỡ đòn ra. Này phải rút về vậy. Quên mất là cái con này nó có cái quality time. I'll protect you. Này spam up hay nhỉ? Mình phải giết cái thằng bắn cung này này. Này có silver sword là giết luôn này. Mẹ mày bắn chị. Mày trông sexy quá. Được. Căng đét luôn. Ok, mình sẽ chỉ cần này đi lên đi, chúng ta sẽ không loanh quanh này mãi nữa. Mình có thể mình endgame mình bắn con này nhỉ? Bắn nó như muỗi này á, trời. Hay là mình gọi con bắn cung mình ra nhé. Không có cái endgame chán quá nhỉ. Killing Edge. Mình ra thiến được con này không? Đánh mình 7 này. Cắt tiết đấy.
thể hiện đấy chú. Ôi mẹ mày, critical luôn này. Victory is mine. Hơi bị bá đạo. Để mình hóa thử cái con này xem như nào. Cuteness combined. I'm here. Mình sẽ ném cái xương đi. Thế mày làm gì được tao? I won't flinch. Cắt tiết ạ. Sleep now. Mẹ bổ cái chó. Thì mình ra đây mình cho nó một phát này. Gồng cho nó phát này. Có Uven này, u vãi 48 này. Thì được gọi tách 48. Cái này là để ấy phép. Kháng vật lý cộng 3%. Mày mà nhảy vào đây mày mà đánh anh đi. Mình phải cho Celine đi lên vậy. Con này đứng ở cái vị trí phản công lại cái chỗ của bọn nó. Rồi con này ra đây bị nó cắn chết luôn. Anh phản đam lại cho các chú. Huh? He came here to hunt a couple thieves. What are you punks doing here? Đánh 18 á. Em đùa anh à? No damage. Ôi rồi. Bọn mày toang thật sự luôn đấy. Nó lại vẫn cố đánh cái thằng này của mình. Ồ vã. Ôi con này chém đau phết nhở mẹ. Ôi. À hình như là cái level thằng này ngang ngang con bọn này. Lại có cái free thằng này. Ô vãi. Oh my god. Căng quá nhỉ. Tôi bỏ mẹ rồi. Ui nó bắn 57 luôn này. Ui. Ui nó bắn 57 luôn á. Vãi tè nhỉ. À con này nó tính là quân bay nữa mà. Anh ấy Diamond này đang gánh tim, gánh cọc lưng. Ơ, thế chó đó mà thằng này mất máu nhiều nhỉ? Mẹ, mình tưởng cái kia nó khỏe. Thế thất vọng mãi đai. Quá thất vọng luôn. Illusion. Không tanh nổi, mẹ nó ra là bắn một phát. Cái ghét sụ attack này. Mẹ tự nhiên con chó đâu ra nào. Nó vẩy một phát chết luôn. Thì mẹ về con này xuống đi. Chán đời vãi đan. Tưởng như nào. Mẹ nó mỗi thằng nó xin tí tiết, con kia bắn phát 57 mới tởm. Bài này mà có cái con
có Hortensia mình hồi máu thì ngon quá, nó chạy nó bay nó có lợi thế hơn đi mấy cái bài chó này. Này này không có cầm tìm máu nào ra nhỉ? Không cầm tìm máu nữa rồi. Còn này bay vào chỗ này là toang rồi. Oven này, hammer này, cannot follow up try first, 45 này, 48 này, ít. Cái này nó vượt trội hơn cái hammer này hoàn toàn. Dream well. Con Tiki này chỉ số bao nhiêu nhỉ? Chỉ số 112 này. Không tệ lắm nhỉ. Nên là cũng có thể là con này sẽ không bị bọn này nó sẽ thịt. Này lại cầm kiếm á, bọn này cầm dìu. Bọn này cũng hên xui ấy. Con đĩ này mày bắn ra mày chết. Cha nó không giết con Anna của mình được. Nên thằng này nó điêu đam nó sẽ hồi lại máu rồi. Ui. Nó chết rồi, còn bị bật bẹ xuống ấy. Có đùa. Ôi chết rồi, nó còn quýt ở vãi đái. Chết rồi, toàn quá, nó hên thật đấy. Nó ném phi tiêu vào thằng nhân vật chính mình. Vãi đái thật. Sao cái bọn này nó hay có cái dây chày đập ngược lại quân mình ghét đấy nhỉ? Ra đấy. Out of my way. Em tự nhiên cho cái con kia đi lên phát ngáo thế. Mình tưởng là nó không xìa thiến được luôn. Nó thiến luôn con Anna của mình. Mẹ chán đời rồi đấy. Ôi mẹ nguy hiểm quá. Tha măn là chết. Mẹ kinh vãi đán. Ôi, đứng trên này đi. Kinh vãi đái luôn mẹ. Thế có ai chết không này? Không ai chết. No one die. Huh? He came here to hunt a couple thieves. What are you punks doing here? I won't let anyone down. Mẹ mẹ anh điên lên. Quả này đánh con ác hơn cơn lúc nãy nào. Ấy thằng này cái damage nó deal rất là tởm. Để cho bọn bắn cung này chết luôn. Mình sẽ intercept cái con này. Nó đang cầm kiếm ra nhỉ. Mẹ cũng kinh. How United Combat Art. Combat Art bắn thế nào đi. Fallen Star này. Bắn chết con này ra đây. No obstacle will stand. Cái này level 5 rồi đấy. Picket Sandstorm. Like proficiency. Này này có thêm này. Chơi dìu bố mày cho mày chết.
Này nó có khả năng nó bắn lại mình ra nhỉ. Emblem engage. Dạ. Yeah. Twin strike. Bỏ đó. I cannot allow this. Elite Bracer. Why do we repeat our mistakes? Learn ability. I'll help. Úi dồi. Công nhận mà. Nhưng mà công nhận là cái phần này làm cái animation rất là hay luôn đấy. Nhìn đánh cảm giác rất là sướng ấy. No distraction. Speed Taker. No distraction là cái gì nhỉ? Tăng 10% crit during trong cái combat mà quân địch không thể đánh trả. Về cơ bản là nó bắn sniping 3 ô hoặc là nó bắn 2 ô cho những cái đứa mà không phang lại được ấy. Tương đối là kinh. Mẹ cái con này nó lại dòng hero nó cầm cái kiếm Killing S mới đều. Đập chết con mẹ. Skill effect. Sẽ lại có hai cái thương hay là cái gì nhỉ? Mình xem lại cái con này nó sẽ búp cho quân địch quân mình ra. Chan Luna to Grey and Gentility to Blue Sky là cái đó. Và end game với Erika Chan Luna. Thế là cái này búp cho cả quân mình à? Không hiểu lắm. Thế là theo lý thuyết là mình sẽ được búp 20% à? Mà nó hút máu ấy. À, đam to hơn này. Mẹ mày ném chị mày đi. Mày ném xuống nước. Cắt tiết ạ. Dìu phát đầu miễn phí. Mày phải chạy về đi. Đánh tay bời. My good friend. Mình đang không biết là cái con này nó lên không. Cái thằng này nó không đi được. Ném cái chiêu gió rồi nhỉ. Mẹ cha nó không chết được. Nên nó không có cái hồi kìa. Kệ mẹ đi. Tell me where. Nên mình sẽ thuộc cái đội hình này về. Nên là có hai thằng nó đỡ đòn cho con này ra. Uven. Này chơi dìu. Nó đỡ nhưng hoàn toàn luôn. Vãi nhìn. Ảo. Ảo diệu thật đấy. Con này nó có cái hồi máu gì sao nhỉ? Nó sẽ có physics kìa. Bố mẹ. Mấy con chó nó hồi vào nhau. Mình phải cắt tiết cái con là Griffin này luôn. Mình máu mình 51 mà nó đánh chết cái chó. Đỡ đòn vào nhau à? Ô vại đái. Khó chịu ấy nhỉ? Ôi cái chỗ này nó có toàn mấy con Q Adept này. Hai thằng này đấy nhá. Tôi chết rồi, thằng này phang phép rồi. Đánh 9 này. Không ổn là mình phải thột cho mình phải rút về rồi. Nó đánh hội đồng thằng này.
Úi dồi ôi. Căng quá nhỉ. 12% này. Em Go Marine này đánh tởm đấy. Được đấy. Là gì đấy? No one desires war. Thế rồi cái chỗ này mình đúng là phải gọi thêm team. Để đánh lệch kèo á. Chỗ này đang bị quay lệch kèo á. Người free này. Đánh con trượt đi. Ông có mỗi việc ông cắt phép thôi mà ông còn đánh trượt. Mẹ nó lại còn hồi mấy con này đấy. Mình rút rút về vậy. I can keep going. Phăng dìu đồng. Cho con này một dìu chết mẹ luôn. Đỡ đòn ở nhau này. Đỡ đòn với nhau. Thêm pha nữa. Úi dồi. Đỡ đòn với nhau. Mà thằng này còn một mạng mà sợ chó nhỉ. Dìu cộng 6% 5m à. Úi dồi, né tránh cứ trừ 10. Nhưng mà về cơ bản là thằng này là không chẳng cần né luôn ấy. Tầm này chưa cần thì né mẹ. Mà phải đi chuyển lên trên. Mình cần cái con này nó cộng thêm một cái end gate thêm ấy. Shall I go? Nó sẽ cần em này dùng vào đây. Này, mình phải đợi cái nó lượt rút rồi chúng. Rồi mình sẽ thu quân về. Nó đã phang thằng này. Anh ấy không thể chết được. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Nó lại còn đẩy mình ra hơn nữa rồi. Ồ ngon đấy nhỉ. Được đấy. Là good friend. Mẹ thằng nó càng tanh hơn. Vậy ly. Máu nó càng ít, thằng này càng tách. Đánh thằng này, kiểu thằng này như đánh chùm ấy à. Mẹ cái thằng Diamond mình bên như là đánh chữ kiểu mọi game nó quê đánh chùm. Đánh không lại được luôn. Người tanh như con chó. Won't give in. Tanh như chó. Để cho em một phát. Nên mình sẽ đứng ở cái vị trí thì mình đỡ đòn đấy nhỉ. Emblem engage. Engage. Cặp đôi hoàn hảo. Này bắn con này không bắn trộm nữa. Ôi giời ơi. Nó bắn trộm. Không đứng đâu sniping được nó. Rosado Corin nữa rồi. Emblem engage. Nó vẫn phang cái thằng ấy của mình thôi. Còn này thì mẹ nó chết. Thì mình nó khỏe quá. Chỉ mỗi thằng Diamond là nó đã không giết được rồi. À bây giờ nó giết được thằng Diamond. Úi dồi bổ trước. Bổ vỡ mặt luôn.
thanh niên cứng. Ơ, sao ta lại đánh trước nhỉ? À, mấy cái vũ khí của bọn kia là nó ấy, nên là ta lại đánh trước mà. Còn này bố mẹ là hóa tiếp. Mà đứng lên nó chắn. You have my thanks. Cái thằng này nó búp bẩn cho nhau. Để anh đi em mà là gánh tim. Thank you. À, mấy cái vũ khí này bảo sao. Mình tao đánh trước. Mình bổ cho nó tụt quần luôn. Mẹ mày bổ cho tơi bời luôn. Thế là mình còn dìu yếu đấy. Mẹ dìu mạnh này bổ tơi bời luôn. Ủa, bổ 58 luôn. Mình dị hóa đi. Engage phát. À, mình chưa đủ engage à? Không phải. Torrent roll này. Out of the way. Nên là cái chiêu này nó tương tự như cái chọc xuyên của cái thằng Alfred là sao nhỉ? Nó bù lại là quân địch chúng nó lại không thể di chuyển được. Để anh đi mà anh bổ chết bọn vừa đủ chết đấy. Divine Blessing biết là có nên lên đây không nhỉ? Để cho anh này anh thể hiện. Mẹ mới bố cắt tiết mày luôn. Bổ chết luôn. Không nói nhiều. Ui dồi ôi. Bổ tung xác. Thôi ông rút đi mẹ. Chó săn. Spirit Dust cộng mà cái này ngon phết nhỉ, để khi mình dùng nữa. All right. Mình sẽ có cái Bond Shield. Con này bắn được không? Con này bắn được đấy. Bắn đi em. Bắn bẩn đi. Dìa bẩn đi. My turn. Úi dồi. Con này hình như là nó dòng kỵ sĩ là nhỉ. Dòng tanker. Đó, cái dòng General này. Nên bảo sao nó có cái dìu. Nên là nó tính là cái dìu gì hay. Magical Axe Smart Weapon. Nên nó đánh phép là sao nhỉ? Mà dù sao cái thằng kia của mình nó cũng chết được. Thôi im. Chẳng. Không phải làm gì hết. Ui. Bọn này đứa nào cũng cầm cái dìu kia. Dìu to. Toàn đi sau vại đài. Mở combat mày chết luôn. Thằng này chắc bổ chết thằng Diamond này. Ui dồi, bổ vỡ mồm. Bổ vỡ mồm luôn nguyên văn mẹ. Này nó dễ hồi máu cho con kia. À đâu, bọn này hồi máu nhau à? Thế thả vãi lìn. Này nó hồi con này. Nhìn thế thả quá. Thương quá. Để cho anh ấy thể hiện. Mình không biết là mình cho anh này thể hiện không? Cho sếp thể hiện. Để ra bắn nó phát nhỉ. Con này sau đây được cái level rồi sao? Tầm này không đánh được, không đi ở. Rồi.
Để mình giật cho nó phát nhỉ. Cho anh kia anh biến hình. I'm here. Rành hôi đấy. Thế nhưng con này vẫn còn mạng ra nhỉ? Ơ? Ơ thế là con này chết à? Mình tưởng con này vẫn còn mạng, ổ vã. Thôi, chúng ta sẽ có Master Shield. Nên là nó sẽ có Parallel Falchiron này. Là cái kiếm nổi tiếng nhất ở cái bản Fire Emblem Awakening. Thanh kiếm thiêng được sử dụng cái Emblem Lucina. Cái chỉ số phó ấy nhỉ? Có hiệu quả với dòng này. Ôi, sao thằng này nó lại được MVP nhỉ? Mình không hiểu ra. Ơ ảo thật đấy, mẹ, trong khi thằng Diamond cái gánh còng lưng luôn. Mẹ, trong khi Diamond gánh còng lưng luôn đấy. Hay nó tính vào khả năng hit dam nhỉ? Ơ thằng này được MVP mấy lần rồi luôn đấy. Illusion soldiers have fled. Marnie and Mavier too. Now we can head to Firinae. Yes, right away. If those ships made landfall, then my people are in danger. Là vẫn đi ra Firinae à? Bài này chúng ta có được hội đồng phết đấy. Đủ team à, full team này. Đây là tình thế rất là gấp gáp. Nên là cái bài này đánh hay hơn cái bài trước ấy. Chúng ta chủ động hơn được trong cái tình thế ấy. Có một ít quân bay các kiểu ấy. Nên là một lần nữa mình không phải fan của chơi quân bay thật. Bởi quân bay nó rất là dễ cao tờ luôn. Chỉ cần bị dính một phát cung là chết. Trong khi mẹ mày như anh Diamond cái tanh chó ấy. Chẳng thể nào đập được. Người như trâu chó ấy. Mình nghĩ ra cái Walmart này xem. Trong khi mẹ quân bay không để cái nó bụp phát chết mẹ. Chết bơ bơ. Rất là lãng xẹt luôn. That cool breeze. Lovely, isn't it? Almost a shame we'll arrive in Firinae soon. I'm surprised you came with us, Sepia. Sepia. Yeah, so chúng ta còn hai dog. I figured there was no way you'd approve of this. Cô lại rất là trung thành với Papa. Tôi lại cứ nghĩ rằng cô không mà đồng ý ký theo cái hướng như thế này. Oh. Well, your father is my master. À, bố của cô thì là chủ nhân của tôi nhưng mà. Lately, his orders have been somewhat concerning. Gần đây những cái chỉ thị của ông ấy đã thực sự đang gây thất vọng. I know exactly what you mean. He thinks nothing of killing people. Tôi biết chính xác được ý của cô. Ông ấy hoàn toàn chẳng nghĩ gì việc giết người. I have the same blood in my veins, of course. Thế thì ông ấy mẹ mày gọi lên chỉ giết người. Tôi có được cái dòng máu chảy của ông ấy chảy trong huyết quản của tôi tất nhiên rồi. Nên là dễ đương nhiên là những người khác đều không tin tưởng tôi. Oh Lady Vale. Oh Lady Vale. I heard about those awful things the divine dragon said. Tôi đã nghe được về những cái điều tệ hại về cái thằng rồng này nó nói chuyện nói với cô. That you killed Lumera. À, cô đã giết Lumera. Lấy trộm cái nhẫn. If I were you, I wouldn't believe a word. Nếu mà tôi là cô, tôi sẽ chả tin cái gì mà thằng chó ấy nói. After hearing who your father was, the divine dragon probably said that to hurt your feelings. Sau khi nghe được những bố cô là ai à? Chắc chắn cái thằng rồng này nói như thế để cố gắng làm tổn thương cô. What the fuck? I've decided I won't harm anyone ever. Even if it costs me my life. Tôi sẽ quyết định là tôi sẽ không làm hại ai à, ngay cả khi mà nó làm tôi mất mạng. Tôi sẽ không quay trở lại bố. Con này sớm muộn thì chả phải quay bố nó. If you two really want to help, mẹ nó bị con này. Nếu mà hai người thực sự muốn giúp tôi thì sau khi tôi giải quyết cái sự hiểu lầm này. Will you help me find my sibling? Liệu mà mọi người có giúp tôi tìm được ra cái anh em nhà tôi không? What a silly thing to say. You have no brothers or sisters. Cô thực sự là cô cái lời nói của cô thực sự là hơi ngờ nghịch à? Cô không có anh chị em gì hết à? Cô là con một. We've met. Đây không phải là sự thật. Chúng tôi đã gặp nhau. What? Cả ba. Anh nhìn vào cái này. How beautiful.
It looks like a dragon stone. Nó giống như kiểu viên đá rồng. It is a dragon stone. Nó là viên đá rồng. A thousand years ago. Mày đã có bài. I was crying. 1000 năm trước. And one of my siblings gave it to me. Thì mà tôi I đã remember khóc. It well. Thì một trong những anh chị em của tôi đã đưa tôi. Tôi nhớ nó rất là rõ. Even though I can't stay with you, I'll always be your friend. Thì là khi mà ta không thể ở với em, ta sẽ luôn luôn là bạn của em. If you're sad, tôi chết or rồi. Remember, if this stone is intact, that means I'm still alive. Nếu mà em buồn hay là cô đơn, hãy nhớ rằng nếu mà cái viên đá này vẫn còn tồn tại, ý của thì có nghĩa rằng ta vẫn còn sống á. As you can see, in all this time, it hasn't even cracked. Như kiểu là cô đã thấy á, tất song suốt. Thời gian vừa qua nó còn không bị nứt. Thế là anh chị em thằng con này vẫn còn sống á. Cái này không biết là ai nhở. Ý có nghĩa rằng là điều này có nghĩa rằng là cái gì nhỉ? Thằng này ngu vãi lìn. It means my brother is still alive and I'm going to find him. Thế là cái con này nó bảo là đây là brother luôn á. Có nghĩa là anh trai của tôi vẫn còn sống đấy. Tôi sẽ tìm anh ấy. Perhaps with his help I can convince Papa to end this horrible war. Có thể là với sự trợ giúp của anh ấy, tôi có thể thuyết phục Papa kết thúc cái cuộc chiến tệ hại này. Sophia, is something wrong? Có gì không ổn sao? No, I'm just so moved. Oh, tôi chỉ cảm động quá. After we finished our business in Firinae, Gris and I will help find your sibling. Sau khi chúng ta giải quyết được cái vụ việc ở Firinae à? Chúng tôi sẽ giúp cô tìm anh trai của cô. Thank you. I've been Look, Lady Vale. Firinae on the horizon. Tương đối là rõ ràng là cái game này nó là... Why don't you take in the view? Thì như là cái Maybe câu chuyện nó sẽ như thế nào. Thì như cái bản này nó cũng có chiều hướng nó giống cái bản Awakening vậy. Nên là như lúc đầu mình nói. Nên là mình không muốn nói là cái bản Awakening nó như thế nào, nhưng mà chắc mình nghĩ là nó sẽ giống cái game này. Hoặc là game này giống cái game trước. Có một cái đứa trẻ khác của Sobrom đã sống sót. First time hearing of it. Tôi bây giờ tôi mới nghe. I don't understand. Tôi chẳng hiểu. They all perished in the war a thousand years ago. Bọn chúng đã chết hết hàng nghìn năm rồi mà. All of them except Lady Vale, who was too young to fight. Tất cả bọn chúng ngoài Lady Vale à? Người còn quá trẻ để mà chiến đấu. I watched it happen, Gris. Watched as each and every one of them met their end. Tôi đã chính mắt tôi đã nhìn thấy á. Từng đứa một à? Đã chết à? Unless. Trừ khi à? Không. No. What? What? Remember something? Nhớ cái gì không? It's only a hunch. But if I'm right, we may have a problem on our hands. Good thing we heard this before she fell asleep. Yes. After all, once we've gotten to Firinae and uncovered the truth, she will never awaken again. Nên là còn cái sự thật vẫn đang đợi con này ở Firinae là cái gì? Nên là có rất là nhiều bí ẩn chúng ta chưa biết được về con Veil, về nhân vật chính và cái sự việc gì này nó sẽ xảy ra ở Firinae này. Nó sẽ mở cái paralog này, nó sẽ đi một vòng tròn này. Nên là chapter 17 này ở Vanclad level 3, cái chỗ này sẽ quay lại Firinae. Mình đang không biết là mình có nên đi tiếp cái này hoặc là mình sẽ chơi Paralog nhỉ? Sẽ Dark Ruin. Ở Vanguard level 8 ấy. Ok, chắc là mình sẽ dừng đây rồi, mình sẽ quay sau đi vậy. Chúng ta sẽ chơi sau ấy. Thưa mình vẫn còn một số cái option hội thoại để chúng ta xem. Nhiều phết này. Không nhiều lắm nhỉ? Chủ yếu là thằng này nó gánh team mà lại không nhiều. Tukena và ATN và Sido. Sido này lúc nãy nó mở ra nhỉ? Bây giờ mình gần như chắc chắn là chúng ta đã full team. Nên là em Go Mary đã chuẩn bị chiến đấu luôn. Nhìn căng quá. Nên lại có một cái option khác để chúng ta kéo về nhà này. Bây giờ rất là nhiều option. Lúc đầu tưởng ít nhưng bây giờ lại quá nhiều. Ok, mình sẽ quay sau để mình chơi nên một lần nữa. Cảm ơn các bạn thành viên như Quý Bình này, Thanh Thảo, Tô Nguyễn và Gosu đã tiếp tục ủng hộ channel ấy. Là nếu không có các bạn thì mình đã không thể tiếp tục làm những cái series như này ấy. Nên là hy vọng các bạn tiếp tục ủng hộ, và nếu các bạn nào muốn ủng hộ hãy mời cà phê, hãy
Boop Super Chat hay là... Nhưng mà mình nghĩ là mời cà phê là một cái điều dễ nhất ấy, tiện nhất ấy, để các bạn ủng hộ trực tiếp channel mình ấy. Những cái Super Chat nó có thể ủng hộ ra nhưng mà mời thành viên thì nó trực tiếp hơn ấy. Trực tiếp. Trực tiếp thay vì cái mấy kia nó gián tiếp. Hình như là Super Chat nó cũng là trực tiếp hay là mình chưa thử nên... Nếu các bạn thử thì các bạn bảo mình ấy. Nên là các bạn có thể comment vào mỗi cái comment trên channel mấy cái video của mình thì chữ các bạn nó xanh hơn, comment nó xanh hơn là thì cái đấy cũng hay, cũng vui ấy. Cũng là một cái. Ok, mình sẽ quay sau đây một lần nữa, cảm ơn các bạn theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn một tập khác trên cái channel mình.